chào các bạn. Hôm nay mình đến chỗ khu du lịch rừng tràm Trà Sư. Hôm nay mình sẽ quay cái cảnh ở bên trong vườn tràm Trà Sư này cho các bạn xem. Mời quý vị và các bạn cùng mình theo dõi hết cái video này để xem bên trong cái vườn tràm Trà Sư có đẹp không nha các bạn. Rồi bây giờ đang chờ mua vé ha. Đây, Trà Sư Fast Food. Đấy, giá vé đâu hả? Có buộc cái file, không có mật khẩu ha. Rồi bây giờ thì thuyền của chúng mình đã đi thăm rừng tràm Trà Sư nha các bạn. Mời tất cả mọi người theo dõi video của mình. Con vạc đúng không? À, con cò, con vạc, con nong, ba con chậm lại, vạc long con nào đúng không? Vạc long con mẹ cóc cho tao đúng không? Do con vạc cái đặc tè gì đó kìa. Đây ăn cho nó đậu kìa. Kìa nó kìa. Ngay cái cành cây á. Đúng rồi nó kìa nó. Cái xấu luôn á. Bèo ha. Bèo và lục bình là quá trời luôn. Cây tre. Những con khác thì nó chỉ bắt cá, nó đợi con cá nổi lên nó bắt, còn con này nó sẽ trực tiếp mình với nước. Đâu rồi? Đợi con đen đen đậu chưa chứ nó bèo lên. Rồi con đen kìa. Con đó nó mà sao lá cây kìa. Đâu ba tại không thấy gì đâu. Nó bên này nè. Nó đang đợi cá hả? Không, nó bốc hơi. Thấy rồi. Đúng rồi. Giống như quả đó. Bèo nè, bèo giặt mây trôi nè. Bèo luôn đó. Ê, nó nghiêng á sếp. Wow. Nó ăn nó cắn lên trên bèo đi luôn nè. Đây nè, con quốc à, con quốc. Con quốc còn đôi á, ai nuôi mà sống á đúng không? Có cái bài hát gì đó. Con quốc là khác, con này con quốc. Con quốc luôn. Con này là con quốc lưỡi á. Có cái bài hát gì đó. Khác nữa hả? Con nó mới chạy vô trong này rồi. Đúng rồi. Chị đứng im mà. Nó làm gì làm. Đây nước sình rồi xe cái ghe mình chạy vậy hay ha. À, tại vì nước cũng còn hơi sâu tí. Cái mùa này mùa khô á, tới mùa nước nổi là mình chạy lên lên thì con nước rừng tràm Trà Sư ở Châu Đốc. Dạ. Dạ, cũng tùy theo năm hết, ví dụ như nhầm năm nước nó lớn hơn thì sẽ cao hơn. Cảnh quá đẹp, quá nên thơ Phật ngàn. À chỗ này bán hoạt ong hả anh? Sao không mua nửa lít? Đó gọi là rừng mà. Rồi đây những cái khu vực mua bán ở trên bến thuyền. Nam chủ nữ dài không à?
Nướng lên là nó bay bứt cái đó rồi. Cái này là chiên. Bỏ cho cái này vô đây. Rau rừng. Dạ. Anh biết không? Hên xui. Đây, mình đang ở trong khu vực rừng tràm Trà Sư nha các bạn. Thì cái khu vực này nó có cái đỉnh tháp cao 25m. Mình lên trên đó mình có thể ngắm được toàn thể ở khu vực này. Và ngắm qua cả núi Cấm. Đây, mình đi. Rồi, không rõ đẹp rồi giờ mình chụp lại. Rừng tràm Trà Sư. Đây, có thể lên bên trên này. Rồi, tháp cao 25m. Mình cũng không ra đó, mình sẽ lên trên cái tòa tháp này, mình quay cho các bạn xem nha. Đây, cầu thang là đi vòng quanh ở xung quanh cái tháp. Trong có hệ thống ở dưới, có hệ thống cầu đi vòng vòng bên trong đường tràm này. Mét mà cao quá trời cao luôn. Đây, đây là những cái món ăn bên trong nhà hàng khu vườn tràm. Này là khu gì? Quên rồi. Nhà hàng Trà Sư. Trà Sư, vườn tràm Trà Sư. Đây, những món hôm nay là trưa ngày 30 tháng 4 năm 2023. Những món đồ ăn khá là ngon bên trong vườn tràm Trà Sư. Cá kho này, cá kho tổ này. Nhà bình đó hả? 6 người bình đó hả? Đây là tổ của con bạc. Tổ con gì? Tổ của con bạc. Chim bạc, cò bạc. À, cái này là tổ của con bạc nè. Còn nhóm nữa. Tổ của con bạc nè. Bánh nè. Nhiều sôi chiên đừng ăn xôi với gà món này không ăn được gì bây giờ hết rồi nha. Ớt không phải con quạt thì là tổ nó quạt thì phải có chim quạt chứ đủ đại đủ gà hả? Thôi gà không cho ăn. Rồi, xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ video của mình. Chúc quý vị và các bạn xem video vui vẻ. Bye bye.